giống chuối này rất là ngon nha, rất là quý hiếm nha. Ngày xưa là vua mới được ăn nha. Hôm nay mình thử cái cảm giác làm vua một bữa coi, để coi vua ngày xưa ăn chuối như thế nào nha các bạn. Oh, chào các bạn nha, mình lại gặp nhau trong các khu vườn rừng rồi. Hôm nay mời các bạn đi tham quan một góc vườn rừng, nhưng mà khu này chuyên về chuối. Không phải chuyên về chuối mà chủ yếu là chuối, cây chuối nó áp đảo cái khu vực này. Mà thật ra khu vực này ngoài cây chuối vẫn còn nhiều cây khác. Đây nè, cây mít nè, cây ổi kìa, dưới kia là cái xoài, cái mận. Mận đây, bên đây là cây mận, đây là cây mận nha các bạn. Mận, wow, không biết lý do tại sao mà ở đây lại nhiều cây chuối, mà mình thấy cây chuối này nó cao cao ốm ốm. Giống chuối này, giống chuối gì ngộ quá ta. Để mình tham quan một vòng sơ sơ xem có cái trái không, để từ cái trái mà wow, một cây chuối bật ngã ra quá chừng chú con, quá chừng chú con các bạn ơi. Wow, bự quá, chưa chín. Wow, trong vườn chuối có cái mít. Wow, các bạn ơi, các bạn ơi, khổng lồ luôn. Wow, bự. Cái này là chú già, chú già lùng nha các bạn. Vậy là đám chuối này là chú già. Wow, đây quá 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 nhiều. Bỏ cây chuối, cái lúc mà nó già là mình phải bỏ đi cái phần phần bắp nó đó nha các bạn, thì cái trái nó dồn sức và nó nuôi cái trái. Wow, đây có cây chuối ngã nè. Wow, chín luôn các bạn ơi. Còn thấy cái chuối ngộ không? Đây là chuối thanh tiêu, chuối tiếng vua nha các bạn. Để mình thử một cái coi, nó chín cây luôn này nè. Giống chuối này rất là ngon nha, rất là quý hiếm nha. Ngày xưa là vua mới được ăn nha. Hôm nay mình thử cái cảm giác làm vua một bữa coi, để coi vua ngày xưa ăn chuối như thế nào nha các bạn. Oh, ngọt thanh thơm. Tôi đây không chờ ban nữa, giờ tôi ăn liền. Wow. Wow, thêm cái nữa. Thơm ngon mười bạn nha. Tôi đây không chờ ban nữa, giờ tôi ăn liền. Còi tấp tấp lưu lầm các bạn ơi. Các bạn nhìn một cái vườn chuối tùm. Nếu mà bây giờ mà tự nhiên các bạn lạc ở đây, mình nghĩ các bạn sẽ nghĩ đây là một cái rừng chuối chứ không phải là một cái vườn chuối mà trồng bình thường đâu nhé các bạn. Tùm. Thôi video hôm nay mình kết thúc ở đây nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Đã quá trời rồi. Tạm biệt.